Xin chào các bạn, mình là Cargo. Chào mừng các bạn quay trở lại với tập tiếp theo của Final Friday phiên bản siêu đặc biệt. Ok, chúng ta tiếp tục từ tập trước thôi. Tập trước chúng ta chơi bản nhiều một bản thứ 5 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta còn thứ 6. Đêm của các nàng. Ok. Và tuần này chúng ta sẽ toàn chơi với con gái. Để mình tắt cái cam này cái. Và tí lúc sau mình nhớ bật lại. Đầu tiên là con Chica đúng không? Con Chica trong phiên bản đầu tiên. Con Chica này nó ngồi trong góc, nó chơi với cái son chảo thôi. Nó cứ lọc sọc á. Khi mà mình không nghe tiếng lọc sọc nữa là mình phải đổi nhạc đi, để không là nó sẽ bục mình. Toy Chica thì nó đi vào phòng mình đúng không? Nó đi vào phòng mình chỉ việc bật mặt nạ ra là xong. Con này nó chui vào đường ống. Thì cái đường ống thì chúng ta có thể chặn lại. Thằng này nó cũng chui vào đường ống ở bên phải. Okay. Và nếu nó vào phòng mình thì nó sẽ không cho mình đóng cửa. Thằng này cũng chui đường ống luôn. Hai cu này là đi vào chung một đường ống. Đấy. Thằng này làm sao? Khi mà nhiệt độ trong phòng quá cao thì nó sẽ xuất hiện, và khi nó xuất hiện thì phải đóng cả hai cửa. Nhưng mà nhiệt độ mà quá 100 độ là sẽ không được. Ok, là chết, căn bản là chết. Hai anh cu này rất là thấp, độ khó chỉ có 1 thôi, chắc là để làm quen. Circuit Baby, nó đi ở cái hành lang bên phải. Khi mà nó xuất hiện thì chúng ta phải mua cái đồ chơi của nó, không nó sẽ bục. Con này đến từ hai cửa, nó đến từ cửa nào thì chúng ta phải đóng cửa đấy. Khi mà nó đến á thì nó sẽ phát ra tiếng nhạc. Ok, thằng này đi vào đường ống. Ok, nhưng mà thằng này dễ trị, chúng ta chỉ việc đóng đường ống lại. Rockstar Chica. Oh my god, bao nhiêu Chica? 1 2 3 4 5, tất cả 5 Chica. Cả anh bé này nó là 6. 6 con Chica. Oh baby. Rồi, Rockstar Chica. Con này nó xuất hiện từ hai cửa và mình chỉ việc chặn cửa lại. Ok. Con này nó là gì đây? Con này là con người mẫu Chica, chụp hình chú. Ok, nhưng mà độ khó 1 không ảnh hưởng gì hết. Đấy, con này lâu lâu sẽ xuất hiện phần mình trong phòng. Khi mà nó di chuyển phát là mình phải giật điện nó để cho nó đi. Ok. Ở màn này mình sợ nhất là con Chica thôi. Mình không quen với nó lắm. Còn mấy bọn này chắc không sao. Right, mình để ý là phòng này chúng ta không có ảnh hưởng đến tiếng ồn. Tiếng ồn không ảnh hưởng nên chúng ta có thể bật máy phát điện một cách ngon lành cành đào. Ok, để tiết kiệm điện. Alright, let's go. Bật máy phát điện, tắt quạt. Và không được để nhiệt độ cao quá 100 độ C. What? Đây, Chica này. Các bạn thấy tiếng sọc không? Đó, nó đấy. Rồi, chúng ta tranh thủ ăn với cái đường. Ven, đóng cửa ven lại. Đất. Đây. Okay. Okay, cái đất là. Rồi, tranh thủ ăn mấy cái đồng tiền. Tại vì tí con kia nó mà xuất hiện là mình phải mua cái. Coi cái đó là con Chica. Ok, nó vẫn chưa xuất hiện. Oh my god, bật quạt lên. Come on. Con khốn chị. Oh no. Fuck. Đứt ngang chó Chica. Oh my god. Lúc mà mình không nghe tiếng son chảo lục sục là mình phải đổi nhạc không là. Thằng chó DeeDee là mình nó làm mình phân tâm. Oh my god, mình ghét con DeeDee vậy. Không mà mình biến chúng ta đi. Rồi, thử lại cái. God damn, mỗi lần mình thấy cái bản mặt thằng chó DeeDee đúng rồi. Lên ven, đóng cửa ven lại. Đất, mở cái này ra. Đấy, đấy, tiếng lọc sọc của Chica. Ok, phải tranh thủ ăn mấy cái đồng tiền để dành. Okay. Đây nó đây này. Khi mà nó di chuyển là chúng ta phải bục nó. Ok, ven fine. Đất là không phải lo rồi. Bật quạt lên. Alright, nào xuất hiện là chúng ta phải mua cái này. Mua, ok, good, good, good. Alright. Chica vẫn ok. Ngay giờ mình chỉ lo thằng Chica thôi. Rồi, vẫn là tiếng lục sục. Vẫn nghe tiếng lục sục, ok. Con này nãy giờ vẫn chưa di chuyển. Hai con khốn này nó không đi cùng một đường ống nữa chứ. Son of a bitch. Bật con. Oh my god, sao nãy giờ Chica nó vẫn chưa làm gì mình. Mình có cảm giác. Oh! What? Cái gì đấy? Oh no. What a dream to come here and meet your face and it hits concrete. Oh my god, DeeDee, mày vừa làm cái gì? Mày vừa thêm thằng nào? Thêm Rockstar Bonnie. Oh my god, mình đã chơi với thằng này bao giờ, mình biết cách chơi đó. Vậy tôi ghét thằng chó DeeDee đấy. Này Rockstar Bonnie, mỗi lần mà nó xuất hiện là mình phải tìm cái mình phải tìm cái guitar cho nó, không nó bục. Bảo sao chết bố mất. Come on, DeeDee, mày có thể để ý ta một tí được không? Really? Nhưng mà này mình nhìn chung là dễ, nhưng mà mỗi lần con DeeDee nó xuất hiện là nó làm mình khó khăn hơn rất nhiều. Ok. Duck, đặt cái van, đóng cửa van lại. Rồi chúng ta chỉ việc tìm mấy đồng tiền. Mất mấy đồng tiền đâu hết rồi. Rồi con Chica vẫn đang lục sục kiểm tra van một tí. Ok, 7. Chúng ta phải thu thập đủ 10 đồng. Rồi đủ 10 đồng, good. Hai hành lang này sẽ có gì không? Van, đất là không phải kiểm tra rồi. Muốn này. Really? Nó vừa thêm thằng nào vậy? Oh my god, mày thêm thằng nào vậy? God damn it. Oh my god. How unfortunate. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Oh no. Chó DeeDee bực mình quá. Chúng ta dùng bố để chiêu DeeDee đi cho nó đỡ ngứa mắt. Mình ghét thằng chó DeeDee đó. Rồi, còn con Chica nữa chứ, nó mỗi lần nó ồn quá là mình không nghe được cái tiếng lục sục của nó. God damn it, cái màn này sao mà có vẻ rất đơn giản mà sao lại đất ở đây, cái đóng cửa van lại. Ok. Alright, bây giờ tìm đồng tiền. Tìm đồng tiền. Holy shit, tiền đó rồi. Really? Cái đất của mình chỉ cần như vậy là xong rồi, mình không cần kiểm tra nữa. Oh my god. Mày đã xong nhanh đấy. May mà mình để ý. Nó đã xong rồi á. Holy shit. Sao tập này mày khốn nạn vậy Chica? Good. Oh, wow. Cái gì đấy? Đây, đóng cửa, đóng này nè. Okay. No. Chica man, Chica. Giờ mới được thấy thằng đấy. Cái thằng đó là chúng ta chỉ việc chặn cái cửa thôi. Ok. Van, ok, van 5. Ok, bây giờ sẽ bị kiểm tra hai bên này thôi. Good. Ok, good. Ok. Duck, van đóng cửa này cho chắc. Oh, giật liên con này. Duck, ok, van 5. Ok. Oh my god, van không có gì. Hai lan vẫn trống. Oh, đổi mình. Ok, được. À, các bạn ok đấy. Hàng lan vẫn ok, hàng lan tốt. Con Chica vẫn đang lục sục tốt. Cái gì vậy? Nó vừa reset đúng không? Để mình đặt đây đi cho chắc. Ok. Rồi 3 giờ rồi. Chica ơi, ta xin mày đừng làm gì. Ok. Ô, bật quạt. Ok, hai hàng làm không có gì. Ok, chỉ cần con Chica nó cứ lục sục vào được. Nó bắt lục sục đúng không? Ven. Ok, vẫn lục sục tốt. Alright, 4 giờ rồi. What? Oh, ok. Cái tiếng là tiếng con kia nó, cái con trong ven này nè. Ok. Chica nãy giờ nó vẫn hiền. Okay, nó vẫn hiền. Quạt lên. Con này giờ mới xuất hiện. Mua cái đồng tiền đó. Ok, good. Mình chỉ mua đồng tiền là nó không giết mình. Nó vẫn đứng đấy nhưng mà nó không giết mình. Alright, có khả năng mình thắng. Please. Oh my god, không có con DeeDee có khác. Oh my god, thật là thần thánh. Ok, mình là thắng rồi đó. Ok, hai làm vẫn không có gì. Wow, oh shit. Ok, yes. Baby. Rồi, rất là nhẹ nhàng thôi, màn này tương đối dễ. Có 360 điểm. Ok, nó không cho mình nhạc nữa kìa. Thế mày qua level thứ 2 nó mới khó. Oh my god. Mình không tin nổi chúng ta phải dùng cái chặn DeeDee cho cái level đầu tiên. Oh shit. Qua level 2 sao? Qua level 2 thì nó chỉ khó hơn với thêm thằng này là gì? Nightmare Mongle. Thằng cô này nó cũng tấn công ở hành lang bên phải, và nếu mà nó xuất hiện là mình phải mua cái đồ chơi của nó. Tương tự như con nào nhỉ? Tương tự như con bé này nè. Second Baby nè. Bây giờ phải mua 2 thằng á. Rồi, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khó hơn một tí thôi. Cả cái đêm lúc nãy mình không gặp thằng này á, thằng GG á. Chắc lúc nãy nó level 1, đúng không? Giờ nó level 1 nó không xuất hiện. Oh my god. Giờ chúng ta phải để ý cả GG nữa. Ok, không sao. Let's go away. Mình thật các bạn, mình chỉ cần cái thằng DeeDee nó không xuất hiện là mình an tâm. Ghét thằng đó. Thế thì là ấy, cái đắt phát van, đóng cửa van lại. Ok. Và tương tự như vậy chúng ta vẫn phải đi thu thập tiền. Rồi, có tiền rồi. Ok, con này đến rồi. Ok. Rồi, em kia đến. Thằng này nữa. Van 5. Hai bên hành lang không có gì hết. Đóng cái này lại, con này nó vào mình phải đấy lại. Oh my god, nó vào. What? Nó đã vào rồi. Rồi mình phải đóng cái ven này lại. Đó, em ấy đã vào. Ok, bật điện quạt lên. Oh shit, thằng nó. God damn it. Toàn không để ý cái thằng chó. Ok. Oh my god, nó vào nhanh quá. Dừng điện mày. Ok, good. Hai bên này có vẻ như an toàn. What? Ok, mình không hiểu sao mình vẫn an toàn nữa. Mình chơi quá của Bắc. Ok. Right. Chúng ta có rất nhiều tiền. Nếu mà nó xuất hiện. Nó đến rồi, nó là cái nào? Đây à? Yes. Ok, cái thằng bên phải nè. Yeah, nó đến. Then đánh này lại. Ok. Mình mua đúng hàng vậy. Đúng không? Nó là thằng Foxy đúng không? Yes, đúng rồi. Admit it. You wanted to let me in. God damn, mình đóng nhầm. Fuck, mình biết nó đến rồi. Ấn D để đóng cái cửa lại mà mình ấn F. À, nhấn nhầm. God. Chết nhà quá. Damn it. Trong tầm tay để thua vất à. Cái con không có gì đây, con nào cái này đúng không? Nó chỉ khi mà nó đến nó kêu cái nhà nó to dần lên, mình chỉ đóng cửa lại được. Oh my god. Chết nhảm á Linh. D với F gần sát nhau qua mình ăn nhầm. Oh, damn it. Ok, đầu tiên cái đất lúc nào cũng phải đóng trước, đóng cửa ven lại rồi làm gì làm. Yes. Rồi. Cái đất này đơn giản quá Linh. What? Không có đồng tiền nào á? Thế đừng chơi thế. What? Tôi sao không có đồng tiền đâu. Đấy. Cứ nhầm nữa. Ven, okay. Cái ven này lâu mới phải kiểm tra, không phải kiểm tra nhiều. Okay, con này nó đã vào rồi, nó đã ngồi đấy rồi. Dừng điện mày. Cái gì nữa đây? Chúng ta phải mua cái ven này. Cái gì đấy? Shit, mình đã biết. Mình chả biết thằng nào luôn. Cái đó là thằng nào? Nó vừa cho thằng nào? What, vừa rồi là cái này có phải là thằng này không ta? Mình không để ý kỹ. Oh shit, mình biết chắc chắn là con DeeDee nó vừa thêm thằng nào vào. Hát trẻ mình chả biết. Có nên dùng tuyệt chiêu không ta? Chúng ta không còn nhiều tuyệt chiêu có thể dành cho những màn khó. Rồi, let's go. Quyết tâm phải hạ được cái màn này. Màn này thực sự không khó một thế nào. Come on man. Biết đi, tao thấy mày rồi. Giờ chúng ta chỉ việc thu thập tiền thôi. Tiền là Phật, là sức bật của lò xo. Oh. Ok, không được vào. Ok, good. God fucking damn it, DeeDee. DeeDee mày hết việc làm hả DeeDee? Damn it. God damn it, hy vọng là cái thằng nào mình biết. I guess you forgot about me. Oh my god, mình quên. Con ấy xuất hiện ở hành lang, quên kiểm tra nó. Oh my god, rồi đằng nào chó DeeDee nó xuất hiện này mình ghét nó. Ta không cần coi. Come on man. Ta không cần coi, mình cho tao cái gì khác được không? Cho tao cái DeeDee. Ven, ok. Ok, có vẻ như may biết. Có vẻ chúng ta sắp thắng rồi. Tự nhiên không nói trước được gì. Mua cái này. Ok, good. Mày vào lúc nào vậy? Kèm hứng nha. Damn! I could hear you breathing. Come on, man. Oh my god, chậm quá đi. Man, tại sao mình có thể ga như vậy? Come on, chiến thắng trong tình tôi. Oh my god. Yeah, mình chiến thắng trong tầm tay còn để mình. Cái đoạn đã quá gà. Điên quá. Alright, wow. Có cái máy phát điện có khác. Ven, bây giờ đóng con này lại. Chica, nó vừa hết xong, mày quá. Mày ngó cái gì, ngó, biến đi. Không có lịch sự. Ok. Em không muốn ăn bánh đâu, đừng có làm phiền tao. Good, nó đi rồi. Ven. Okay. À, con kia đến rồi. Mua cái này. Ok, con này vào kẹo. Không sao. Con này không đến nỗi quan trọng lắm. Cái cửa màn này không nó quan trọng lắm. Ven. Okay. Oh, how unfortunate. Time for your controlled shock. Damn it. Lần đầu tiên mình chết phải cái con đấy. Oh my god, cái con nó dễ vậy mà. Chỉ cần nó di chuyển cái mình giật điện là ok. Man ơi. Đoạn vừa rồi sơ sót quá. Come on, man. Sao mà gần ngay trước mắt mà cảm thấy nó xa quá trời. Rồi, em đã đến rồi. Nói chung là cái em này tốt nhất là mình nên xử lý trước. Mày nhìn cái gì biến? Hai thằng tấn công một lúc, bọn mày chơi đều lắm. Và cả thằng chó này nữa. Oh my god. Quạt lên cái, không là bọn kia nó buộc mình. Kia được 10 cái rồi đúng không? Đấy, thằng kia đến rồi, mua cái thợ, mua cái của nó. Đồ chơi của nó. Ven, bây giờ bạn, chẳng hạn. Rồi, sao phải kiểm tra Chica ngay lập tức. Ok, Chica vẫn còn ngon chán. Rồi, bật quạt lên nhé. Man, mà này mình xài điện đã vãi, có cái máy phát điện. Ok. Rồi, chúng ta không cần ấy nữa rồi. Chúng ta không cần kiếm tiền nữa rồi. Vent. Ok, good. Vent good. Ok. Rồi, mọi thứ có vẻ rất yên bình. Kiểm tra ven cái. Ven file. Đấy. Đừng có mời bánh tao nữa, tao xin mẹ. Thằng kia nó đây. Ok. Ok, good. Chica nó hên xui quá. Lúc thì nó bục mình nhanh lắm rồi. Ven bây giờ chuyển vào đây. Nằm mơ đi. Không buộc ta được đâu. Rồi, nó đã vào rồi. Hát kèm. Mấy giờ rồi? 4 giờ đúng không? 1 phút nữa. Mọi thứ vẫn ok. Đóng cửa lại. Mua đồ đó. Yes. Ok. Good, em đấy là xong. Còn mấy bọn khác thì sao? Thì sao chưa biết hồi nào. Rồi kìa. What? Ok ok. Oh, ok ok. 15 giây thôi, 15 giây thôi. Please please please. Don't. Ok. Hình như mình thắng rồi. Yes. Chỉ cần Chica nó an toàn là được rồi. Ok. Yes. Oh my god. What? Có 800 điểm này sao mà có 800 điểm mà nãy giờ chơi nãy giờ. What the hell? Really? Nó không thưởng cho mình cái cục nhạc nữa. Damn it. Phải làm sao mới được nhạc ta? Hình như phải phải đánh bại chỉ số cũ đúng không? Oh my god. Bây giờ Chica độ khó là 10. Hai thằng này bây giờ nó sẽ trèo cho qua cái ống rất là nhanh. Shit. Mà này có nhiều khả năng mình phải dùng trợ giúp. Nhưng mà thôi chúng ta cứ thử phát nhỉ. Thử phát. Mình nghĩ là chắc không thành vấn đề gì đâu. Đầu tiên lúc nào cũng phải đóng cái này lại, đóng thằng này lại, ăn mấy cái tiền. Thế thằng này đã vào nhanh hết. Oh shit, nó đã vào. Thoát tiền mình còn nhanh quá. Biến. Oh my god, con fuck. Mua cái này. 15. Oh my god. 15 đồng á. Fuck me. Mi. Ok, xong rồi. Oh my. Đi tài qua đi. Holy shit, chúng ta mất phải 15 đồng để mua cái đồ chơi của nó. Mình cảm giác như mình chả nhuyễn một tí nào. Mỗi lần thằng DeeDee xuất hiện làm mình phân tâm vãi liền. Vì có cảm giác như là oh god. Các bà thì mình chưa học được hết tất cả các nhân vật trong đây ấy, nên là mỗi lần nó xuất hiện cái là oh shit, nó là thằng nào? Cái này là ai? Oh my god, chúng ta phải chịu khó tìm hết 15 đồng. Oh my god. Phải tích cực kiếm tiền. Biến, thank you. Rồi, nó đã đến rồi. Oh! Chơi cái gì nữa ta? Thua bố à? Wow. Mãi mê kiếm tiền mà quên bố mất cái thằng nó chưa cái thông gió. Oh my god. Đến lúc dùng chiều bạn này. Dùng tất cả là chiều, không cần dùng chiều pin. Oh my god, con DeeDee rồi. Mình rất cần cái coin. Yeah. Go. Không cần DeeDee. Mong sao DeeDee nó tha cho mình. Oh my god. Why do you hide inside these walls? Có cái mình sao mình nhanh vậy? Vừa mới nghe tiền đã rè nhanh rồi, nhanh vậy. Rồi mình nghĩ là chúng ta tiếp tục phải chơi cái chiến thuật như tập trước, đó là mỗi lần dùng camera là phải đóng cửa lại cho nó chắc. Man, phải cố gắng ấy nữa chứ, cố gắng kiếm tiền nữa chứ. Cái tiền nó làm mình phân tâm quá. Phải đóng cửa. Đóng cửa này lại. Oh my. Con kia nó đã đến đây rồi. Oh my god. God damn it. Không có đủ tiền. Không có đủ tiền. Want to see the scooping room? What the hell? Làm sao mình có thể đủ tiền? God damn it. Man, mình phải kiếm rất nhiều tiền. Thật là nhanh, nếu không là không đủ tiền để mua đồ chơi của nó. Oh my god. Ok. Alright, thế là thấy tích cực kiếm tiền thôi. Đóng cửa lại. Nó vào kìa, nó mình không quan tâm. Mày vào đi kệ, tao kiếm tiền này. Ok, chia dễ được 9 đồng rồi. Good. Ok. Ven này sao? Ven này ok. God damn it, quá cùi bậc. Nãy giờ mình chơi mình mới để ý mà này còn có cả thằng Foxy này nữa. Are you really? What? What the fuck? Oh my god, cái màn này vẫn chưa đủ khó sao còn thêm cả thằng Foxy này nữa. Oh my god. Oh my god, thế là mình làm kiểm tra mấy giờ? 3 giờ đúng không? Ok, 3 giờ. Okay. Come on, DeeDee. I could hear you breathing. Oh my god, sao nó khó thế này? Mình sẽ thử một lần nữa chơi từ chiều. Và nếu như không được nữa thì mình nghĩ là mình sẽ luyện tập và tập tiếp theo chúng ta sẽ chơi tiếp. Tiếp mình nãy giờ quay lâu lắm rồi. Alright, let's go. Man, kiểm tra quá nhiều thứ. Okay. Được cái màn này được cái dùng máy phát điện thoải mái. 2 giờ. Okay, nhớ là 2 giờ. Đóng cửa lại. Oh my god, không có tiền gì hết. Oh my god, really? Hai giờ là mấy, 1 phút 30 giây đúng không? Ok. Đóng cái ven này lại. Oh no no no. Time for your controlled shock. Fucking damn it. Alright, wow. Cái level 3 này khó hơn mình nghĩ. Mình nghĩ là tại mình cái này nó nhiều hơn nhiều so với những level 3 trước đúng không? Cũng khá đấy. Alright, mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng phần này ở đây. Từ tập này đến tập tiếp theo mình cố gắng luyện tập sơ tí xem nó như thế nào, và có thể mình sẽ livestream cái game này. Các bạn muốn mình livestream game này không? Vào cuối tuần chẳng hạn. Các bạn hãy comment bên dưới để mình biết ý kiến. Alright, nếu như bạn thích video này các bạn hãy nhấn nút like mình, đừng quên subscribe và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.